Tối nay em muốn ăn lẩu hay ăn nướng? Sao lại hỏi em? Tùy á, anh chọn đi. Thôi em chọn đi. Sao lúc nào anh cũng bắt em chọn vậy? Mà em không thích anh hỏi em, anh bắt em chọn như vậy. Ủa sao vậy? Nếu mà cái gì cũng là con gái quyết định á, thì có bạn trai làm gì? Ê mà mày làm vậy có hơi quá đáng không? Mày không thấy phiền hả? Một người đàn ông mà không có chính kiến, cái gì cũng hỏi tao hết á. Nhưng mà... Không sao đâu, chút nữa cũng kiếm tao nhận sai à. Để coi. Em ăn gì? Thì anh gọi đi, anh hỏi em gì? Ủa sao em không ăn đi? Gọi tao mấy đồ không thích ăn rồi kêu ăn, ăn kiểu gì? Ủa sinh nhật em thích son hay là thích giọng? Quà sinh nhật mà anh cũng hỏi nữa hả? Con gái còn sự bất ngờ chứ bộ. Alo. Ủa tối nay em muốn xem phim nào? Có mỗi cái phim thôi mà cũng hỏi nữa. Anh chọn đi. Cắt rồi. Thấy chưa? Tao nói mà. Anh đến đây làm gì? Anh sai rồi. Biết sai rồi hả? Anh biết anh sai chỗ nào chưa? Anh sai là khi đã quá yêu em. Anh sai khi đã lựa chọn thay em. Chia tay đi. Đủ bất ngờ chưa? Đủ chính kiến chưa? Đủ đàn ông chưa?